Ủa anh tham rồi. Anh tham với thế nào kìa. Mình còn rớt là áo nè. Không sao các cháu, mà phải tối giặt nó lại sạch. Vì các cháu ơi, cái hương vị, cái màu của cái quả thăng long này nó rất chi là đặc sắc các cháu ạ, màu tím thủy chung đấy. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, đấy, hôm lọ bà làm que kem xoài, các cháu ủng hộ bà cũng rất nhiều. Cho nên hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà sẽ làm một que kem thăng long siêu to khổng lồ các cháu ạ. Các cháu ơi, đấy, thế là vật liệu của cái que kem thăng long hôm nay các cháu nhá. Bà đã đi chợ về đấy, đấy, bà mua những 50 cân xoài thăng long tím đấy các cháu ạ. Đấy, siêu to khổng lồ đấy, 50 cân rất chi là nhiều các cháu ạ. Thì các cháu ơi, ngoài ra bà lại còn chuẩn bị thêm cả bột kem nữa này các cháu này, để cho vào để ăn nó xốp kem này ngon này đấy, nó không lạo xạo như đá này. Và đây là đường này các cháu này, đấy, đường trắng nữa nhá, bà cho vào ăn cho nó ngọt nhá các cháu ơi. Ngoài ra đây còn có cái khuôn kem của bà này, đấy, siêu to khổng lồ này các cháu ơi. Lại đây còn cái que kem này, ui các cháu thấy chưa, dài hơn người bà luôn đấy. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn, kiểu các cháu chờ lâu nhá. Bà sẽ đi gọt thăng long xong bà bổ, bà cho vào máy sinh tố bà xay nhá. Thôi đi. Các cháu ơi, đấy, cái que kem thăng long hôm nay nó bóc nó cũng hơi nhiều thời gian nhá. Thì bà có nhờ con trai Hậu Chôn này, các cháu này đấy. Xin chào bà nhá. Để cho bà thêm nhàn nhá. Nào, bây giờ bà sẽ bổ nhá. Nào đấy, con bổ bóc quả bắt đầu đây. Đỏ tươi lắm mẹ ạ. Ngon hết. Cháu ơi, quý tím bầm, màu tím hạnh phúc đấy các cháu ạ. Quý đẹp không? Các cháu ơi, đấy, thế là cái quả thăng long này nó bị nhầm hàng đấy, lại thăng long trắng mà thôi cũng được. Các cháu ạ, nó chỉ thua cái màu tím thôi. Thế còn nó vẫn là thăng long. Đấy, các cháu nhìn này. Quý ý. Đấy. Các cháu ạ, cái nhóm thăng long này các cháu ạ, nhìn đã mát rồi các cháu ạ. Đây ý. Màu tím thủy chung. Que kem này mà các cháu vẫn ủng hộ bà nhiều, sao bà lại làm tiếp que kem nữa các cháu ạ. Ui, các cháu nhìn này. Ui. Các cháu ơi, đấy, thì bây giờ hai mẹ con nhà bà Thái nhá. Ui ui, mềm quá. Thằng nào nhìn ngon mẹ nhỉ. Ngon lắm. Ui. Đấy, các cháu ơi. Ui. Các cháu nhìn này rất đẹp. Wow, ui. Màu tím thủy chung luôn đấy. Nhìn rất chi là hấp dẫn các cháu ạ. Đây. Ui, thấy chưa? Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ cho vào cái máy sinh tố và xay nhá. Cho bà đổ vào cái khuôn kem khổng lồ của bà nhá. Đấy, ngon lắm các cháu ạ. Rồi. Các cháu ơi, đấy, thế là hai mẹ con nhà bà sẽ xay nhá. Bà bây giờ bà sẽ cho máy sinh tố cho con xay nhá. Nào. Vâng. Rồi, nào, để mẹ đổ vào đây cho con. Đổ cho đầy vào. Hay từ mẹ cho thêm đường nữa. Cho thêm đường vào.
mồi cho tí nước vào nữa. Đấy, các cháu ạ, bà mồi tí nước sôi vào thì hay lắm em. Thế thôi. Đấy các cháu ạ, cái này nó mềm, xay nhanh lắm, các cháu nhìn này. Wow, đẹp lắm. Ui, màu đẹp thế. Đẹp đẹp thế. Ui, rất ngon. Rồi. Nào chặt dừa mẹ. Rồi, đấy con cho đường vào đây. Nào, mẹ cho tí nước vào. Ấy, tí thôi. Ấy. Nào. Thôi bây giờ bà không cho nước nữa các cháu ạ, bà thử xay không xem cái nhóm thăng long mình có xay được không. Thế nào, con thử là các cháu ơi, không phải cho nước nữa, độc thăng long cũng xay được. Tại nó mềm. Ui, hóa ra là dễ làm các cháu ạ. Khéo rớt con ơi, khéo rớt nhá. Khéo rớt. Đấy. Thôi, vơi thôi. Wow, đấy các cháu ạ. Các cháu ơi, đấy. Thế là hai mẹ con nhà bà còn một mẻ này nữa xay là hết nhá các cháu ạ. Cái này nó không có xương. Hai mẹ con nhà bà xay nhanh lắm các cháu ạ. Đấy. À, con ơi, để mẹ cho tí. Các bạn ơi, lay làm nhà lắm các bạn ạ. Nhà nó mới quay kèm trước. Nó không có xương. Rồi rồi. Đấy. Đấy, các cháu ạ. Rồi. Con rút điện. Các cháu ơi, đây, các cháu nhìn này, đấy, hai mẹ con nhà bà thay xay đã hết 50 cân rồi đấy, màu tím thủy chung luôn. Rất chi là hấp dẫn nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ bỏ bột kem vào đây cho bà đánh, cho máy vào bà đánh nhá. Lên để ăn cái kem cho nó xốp nha các cháu nhá. Các cháu ơi, thì bây giờ bà sẽ bỏ bột kem vào nhá. Thì để hai mẹ con nhà bà sẽ đánh lên, sau ăn kem nó xốp nhá. Để mẹ ở đây thì mẹ cắt cho. Mẹ đùa đi. Con đánh mấy quay kem rồi, con quen tay. Rồi, bà đổ bột kem vào. Đây. Các cháu ạ, đây. Wow. Ui. Mùi bột kem thơm thế mẹ. Thơm lắm các cháu ạ. Ui. Rồi, bà cho tiếp tí nữa. Một này lại màu trắng. Rồi. Màu trắng. Ui. Các cháu ơi, thì bây giờ con đánh đi. Đấy, đánh giờ nhá. Bà đánh nhá, các cháu nhìn này. Bây. Các cháu ơi, đấy, thế là que kem này của bà Mai luôn làm màu tím nhá, các cháu nhá. Đấy. Ui. Các cháu ơi, đấy. Hai mẹ con nhà bà đánh gần xong rồi các cháu ạ. Đấy, các cháu nhìn thấy chưa? Đấy, nhìn đẹp không? Đẹp. Con phải đánh mạnh lên. Các cháu ạ, càng đánh mạnh nó càng đều. Nó ăn nó ngon các cháu nhá. Đấy. Đấy. Thôi. Vào. Đấy. Rồi, con gõ đi. Các cháu ơi, đấy, thế là hai mẹ con nhà bà đã đánh xong rồi nhá. Thì bây giờ bà sẽ bỏ vào cái khuôn kem khổng lồ nhá. Nào. Các cháu ơi, bây giờ bà bỏ vào cái khuôn kem khổng lồ nhá. Nào.
bà múc vào cái khuôn game khổng lồ này. Wow, đây màu tím thủy chung đấy. Thăng Long đấy. Đây. Bố ra ngoài rồi. Mất miếng rồi. Ôi. Ờ các cháu ơi, đấy cái khuôn kem này của bà nó 60 cân đấy các cháu ạ. Nên nó hơi tốn. Đây khổng lồ luôn. Ờ các cháu ơi, đấy, thế là bà, hai mẹ con nhà bà đã xay xong 50 cân thăng long các cháu nhá. Đây, bà sẽ bỏ vào chiếc khuôn này đấy. Đấy, thì bây giờ bà sẽ cho máy vào đây bà đánh qua một lần nữa. Nào con ơi, ra đây, dạ. Cho máy vào đây con đánh qua một lần nữa. Vâng. Đấy, lại đánh lại các cháu ạ, đấy. Thôi. Đấy. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ mang ra kia bỏ vào cái tủ siêu to khổng lồ của bà nhá. Đi. Các cháu ơi, thì bây giờ bà sẽ bỏ cái que kem vào cái tủ siêu to khổng lồ của bà nhá. Để nó làm đông, nó thành kem cho bà nhá các cháu nhá. Thì các cháu ơi, các cháu cứ bảo bà là bà mới mua cái tủ làm kem này, nhưng không phải đâu các cháu ạ. Mà là cái tủ này là của thằng cháu, nó làm ở Điện Lạnh Quang Thái nhá. Nó cho bà mượn đấy các cháu ạ. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ bỏ chiếc que kem ở đây thì độ qua một đêm thôi, đến mai sáng mai là được, nó làm đông là được, là thành kem các cháu ạ. Đấy, đợt trước bà làm que kem xoài bà cũng cho vào đây rồi. Nào con ơi, khênh dạ. Này ra. Các cháu ơi, đấy que kem thăng long siêu to khổng lồ của bà các cháu ạ, bà bỏ vào cái tủ khổng lồ này của bà đúng một ngày đấy nhá. Thì bây giờ là được rồi các cháu ạ. Thì bà nhờ con trai bà mấy cháu bà sẽ bỏ ra nhá. Thì sau bà lại mời tất cả các cháu tới đây ăn với mấy bà cháu nhà bà nhá. Nào đi. Hùng ơi, Hậu ơi, dạ. Ra đây. Các cháu ơi, đấy, thế là mấy bà cháu nhà bà sẽ giúp cái kem khổng lồ ra nhá. Nào các cháu ơi, con ơi, nào. Cứ như đỡ đẻ các bạn ạ. Ok, cái này ấy quá. Ôi. Ra rồi. Ôi, mẹ tròn con vuông. Mẹ tròn con vuông. Các cháu ơi, đấy, bà đã làm xong que kem thăng long siêu to khổng lồ rồi đấy nhá. Mấy chục cân thăng long đấy các cháu ạ. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đây ăn với mấy bà cháu nhà bà nhá. Thì bây giờ em chặt cho em, mời các chị cùng các cháu với các con ăn nhá. Đấy các cháu ạ, nó cứng quá, là bà phải chặt. Hãy gậy bố rào. Ăn xong rồi kem rồi. Rồi. Sau bao cái kem thì bà chuyên nghiệp hơn đấy. Ôi. Còn chức vụ ăn ở giữa. Rồi. Bây các cháu nhìn này, ngon không? Ngon. Bây. Này mà, má. Rồi. Chơi cho lượn lại đây. Cách. Bây giờ đi phu hồ ấy bà nhỉ? Giống Hồng Đinh nhờ. Kiểu như đi phu hồ đẽo gạch các cháu ạ. Tên là mệt. Vừa mới đã đẻ xong. Ôi. Đây các cháu nhìn thấy chưa? Tiếp ngon. Khó lắm các cháu ạ. Khó cắt. Đấy. Rồi bây giờ bà lại đóng thêm ạ. Dùng đóng thêm ạ. Quý. Cẩn thận nó nhảy mất bà. Như là các bác thợ xây đẽo gạch ấy các cháu ạ. Đây. Gãy rào đây. Ui. Các cháu này.
Ui, wow. Ngon chưa? Này. Ai à, ai. Ý. Có kem mà nghe mềm hơn nhỉ? Mềm hơn. Ờ, à, các cháu ơi, thằng Long nó không có xương các cháu ạ, nó không như kem xoài. Đấy. Nào, bây giờ lại đóng thêm á. Đây, kiểu của Thái ăn mà còn vất vả. À, các cháu ơi, đây, thế là bà mời tất cả các cháu ăn với bà nhá. Nào, mời các chị ăn với bà nhá. Mời các bạn nhá. Bà nhá. Ngon lắm các cháu ạ. Ngon thơm lắm. Kem mà thơm thế. Các cháu ơi, tuyệt, ngon lắm các cháu ạ, thơm phức luôn. Đây. Bước hết đầu, ngon. Mấy cái kem này nó ngon hơn cả hai cái kem trước. Đúng rồi, ngon mà. Cái kem này ngon là nó lại mát. Mát lắm các cháu ạ. Ờ, các cháu ơi, đấy, hôm nay bà ăn que kem này, bà cảm thấy có vị của, hương vị của quả thanh long các cháu ạ, ngon lắm. Ngon mà mát lắm các cháu ạ. Mát, đấy. Các bạn ơi, còn có vị xốp của bột kem nữa các bạn ạ. Ăn xốp lắm. Buột hết óc. Wow. Ngọt lắm, mát lắm. Buột mà không biết nói gì các bạn ạ. Ngon quá mình không biết nói gì nữa. Ngọt lắm các bạn ạ. Mình ăn miếng to quá mà suýt tụt mất răng các bạn ạ. Tụt mất lợi. Mình ăn tham tôi mất lợi rồi. Mát quá các cháu ạ. Thơm thế. Tỉnh cả người luôn các bạn ạ. Kem này gặm các bạn không xúc được. Miếng của anh giống miếng của em mà. Chết thòi. Đỏ hết môi. Các cháu ơi ăn kem này đúng là chỉ gặm thôi không xúc được, cứng lắm. Ờ ấy lắm rồi đó. Ôi ăn tham quá. Ăn tham vớt hết ra áo kìa. Mình còn rớt ra áo nè. Không sao các cháu ạ, phải tối giặt nó lại sạch. Vì các cháu ơi, cái hương vị, cái màu của cái quả thanh long này nó rất chi là đặc sắc các cháu ạ, màu tím thủy chung đấy. Đấy. Ai bảo chung thủy yêu cả đời. Này thế mình chung thủy yêu. Ngon quá. Tỉnh người luôn. Mát nhìn nào. Ủa các bạn ơi, kem này ăn ngon hơn con bồ của mình các bạn ạ. Người yêu này ngon hơn cả con bồ của mình. À mà quên anh làm gì có bồ. Thôi cứ cho mồ mà gặm, không phải xúc với em. Cái trơn nhũn này. Nếu còn thì cứ cắm ở cái kem như này. Anh toàn gặm. Môi ai cũng đỏ nhỉ. Ngon tuyệt hảo. Mình môi thơm các bạn, ăn kem xong môi đỏ. Cháu phải về được gọi anh ạ. Bái cho con miếng con hết rồi. Đấy. Nào. Đây, có cháu nhìn này rất là ngon đôi. À, ngon quá. Bà cho con một miếng nữa. Rồi, màu tím thì này, to đây. Vào với bà. Tuyệt vời. Ngày trước hơi bé. Để ăn hết lại cắt sao. Bây giờ cắt nhiều lần nó tốn thời gian bà. Nó phiền. Cho con một cái cục to to này. Xin nhiều lần ngại. Cháu ba làm sao xin một miếng. Ủa, ba miếng quá. À? Có ba miếng ạ. Áo vàng khỏe thế nhở. Áo vàng cháu hơi xinh gái đây. Nào cháu cầm cái thìa, cầm cái thìa. Gì? Ôi, cái gái của anh nhiều quá. Em được có người yêu nhá.
các cháu ơi, đấy cháu gái áo vàng này của bà bảo là chưa có người yêu nhá. Cháu trai nào mà có yêu thì liên hệ. Cháu. Em ăn hơi nhiều nhá, ăn có 3 miếng kem thôi ạ. Ai nuôi được em đấy thì em đấy mới yêu. Ai nuôi được em yêu luôn. Nhiều sâu sâu. Anh Nguyên nhờ. Nhưng em chưa 18 rồi nhá. Anh Nguyên nhờ, tôi đây nên tí lui. Tí anh lui. Tôi làm anh nuôi được không? Nuôi được. Ngày 3 bữa thịt. Cho bà Thanh xin miếng nữa nè. Bà Thanh. Thế rồi, mà ăn mạnh nhá. Ăn mạnh nhá. Ngon lắm. Mát ngon. Ui. Các cháu nhìn này, đây. Cho bà Thanh xin nữa. Rồi. Đây. Năm. Ngon này, mát. Các bạn ăn kem này phải mút mới ngon các bạn. Ngon lắm các bạn. Lúc thì gặm, lúc thì lại mút. Thế thì gạo ra. Chín lía rồi nên chỉ thân liếm. Đúng rồi. Ngon không thừa tả nổi các bạn ạ. Tuyệt mỹ nhân. Ngon, mình ăn 3 miếng thôi. Các bạn mới ăn thay này ăn nhá. Các bạn ăn thay ăn nhá. Cứ treo em. Treo em. Em chưa 18. Em mới tập nói mà. Em mới nói. Ngon lắm. Ngon lắm các cháu ạ. Mãn nguyện luôn. Sau miếng thứ 5 thì mình mới rút ra kinh nghiệm và cắn miếng bé rồi mà tụt nốt răng các bạn. Váng hết đầu. Uống nước nóng. Ăn thì mát này nhưng mà rất mấy thằng. Không bằng đã mát rồi lại còn thơm này, ngon này, còn một thứ răng. Răng yếu hết làm sao mà chén. Mình coi đây nào. Đấy. Chút miếng coi lành mà em ạ. Kem rất là nhiều. Các cháu ơi, đây, thế là cái que kem Thăng Long khổng lồ của bà ăn gần hết, còn ít nữa thì bà cất đi, sau rồi tí nữa bà lại mấy bà cháu nhà bà lại ăn tiếp. Thì các cháu ơi, đấy, thì các cháu hôm nay các cháu xem clip của bà nhá, các cháu thấy hay thì các cháu nào mà có muốn bà làm một que kem gì nữa không thì các cháu comment vào video của bà nhá, để cho ý kiến bà biết để bà lại tiếp tục làm cho các cháu xem nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà dừng clip tại đây thôi. Thì bà chào tất cả các cháu nhá. Chào bà nhá. Chào bà nhá.